tục vô cái cơ về khác, chứ không phải là chỉ chú là một phát một là không phải vẽ như mấy cái ông mà bây giờ là cái vẽ gì đó, vẽ đầy đủ phát là không phải, mà nó về từ đạn rồi cho tới nghĩa là cái đạo nó hoàn chỉnh rồi, thì mình thấy ở trong đó nó có một cái sự quyền bí. Nó quyền bí là cái nghĩa là nó không giống như mấy cái đạo kia. Nó quyền bí là cái chỗ đó nó vừa tâm linh mà nó vừa vô vi. Rồi tâm linh là cái chỗ mà mình chiêm ngưỡng, là mình thấy cái chữ mà quyền quyền bí mà hay quá, là nó mình chiêm ngưỡng gọi là cái tâm linh. Rồi nó vừa cái vô vi, nghĩa là nó không có hình tướng, mà người ta tạo được cái đạo. Mở cái đạo rồi bắt đầu mới chia, cũng như ở trong đó nó có nhiều nhiều cái chi để mình học đó. Thành ra ví dụ như ông Đức Ngô Minh Chiêu đó, ổng có một cái khiếu gọi là cái khiếu dạy về bên tiên giáo. Dạy về bên chú, giống như mình bên đạo Phật, như tới cái giờ coi như mình cảm thấy mình chán đời rồi, nhảy vô đó mình lãnh cái pháp, mình tu bên tiên nữa, mình giải thoát rồi bên này tiên đó. Bên này tu tiên, mà nếu chú tu mà lên tới thượng thừa rồi, người ta gọi là tiên tiên đại. Dạ anh hai, hôm nay tụi em cũng qua đây thăm anh nè, rồi anh cũng khỏe thì tụi em cũng thấy hơi vui vui. Nhưng mà sẵn có cái việc này nè, là tụi em qua đây là chủ yếu hỏi anh một việc. Thì cái này cũng bà con cũng đang cũng quan tâm về cái trong cái đạo Phật giáo thì tam giáo quy nguyên, là ý nó là sao vậy anh hai? Cái tam giáo quy nguyên nó là nó ở bên Câu Đài ấy chú. Vậy sao? Bên Câu Đài với bên Phật giáo. Bên Câu Đài nó có cái gọi là tam giáo quy nguyên, ngũ chi hiệp nhất. Thì mình nói cái vấn đề đó mình phải quay lại từ ngay cái lúc đầu. Thì cái lúc đầu đó thì người ta về cơ, bên đây là cơ nha, chứ không phải cái người đứng mở đạo đó. Thì về cơ đó thì xây cơ làm sao đó mình không có hiểu, gọi là cơ bút đó. Cơ bút, về bằng cơ bút. Nói vậy đó thì mình nghe nói vậy thôi, vậy đó thì nhưng mà chứ không phải người nha, không phải người mở đạo, không phải như ông Thích Ca này nọ nọ kia, rồi đầu thai cũng mở này nó ngộ chỗ đó. Thì sau khi ông mở đạo ra thì về cơ, rồi ông xưng là Á Ớ gì đó, rồi sau rồi bắt đầu ông mới xưng ông là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Rồi ông bây giờ là coi như ông mở cái đạo Cao Đài ở Việt Nam. Thì ổng nói là ở Việt Nam mình đó, nghĩa là nó có, nghĩa là cái đất gọi là đất gì, gọi là người ta kêu, mấy ông phong thủy người ta kêu đất mình gọi là cái đất linh thiêng, là có nhiều người hồi xưa ta gọi mình là cái đất Nam gọi là đất Phật. Nên nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế ông chọn cái đất ở Việt Nam mình để ông mở một cái đạo đó, ông mở cái đạo Cao Đài. Thì ông lấy hiệu là Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, cái nghĩa nó vậy. Thì trong đạo Cao Đài đó thì sau khi giảng đạo mở đạo, ông trong tiền bắt đầu ông về ông tiền giáo lý mà, thì trong đó ông mở ra ông nói tam giáo quy nguyên. Thì trước khi ông mở cái đạo vậy nè thì mình phải nói, nghĩa là mình nói tới cái này thì mình nói là nhiều kinh sách người ta nói rằng cái thời mình bây giờ mình thấy là người ta gọi là cái thời là thời mạt pháp. Rồi có người thì nói thời tận thế. Đúng cái chuyện vậy đó. Bây giờ nó thời nào mạt pháp, rồi thời tận thế, rồi thời nó vậy đó. Thì ổng mới nói, ổng nói bây giờ thì ví dụ bây giờ mới bắt đầu nhắc là tại sao phải có đạo Cao Đài. Thì mình trước tiên là nó có một cái tích như vậy. Hồi xưa đó thì ông Đức Di Lặc đó, ổng mới lãnh lệnh của bà Diêu Trì Kim Mẫu, mà kêu bà Phật Mẫu á. Bà Phật Mẫu mà cái bữa rằm tháng 8 mà lên làm cái lễ Diêu Trì đó là bả đó, đó vậy đó. Thì ông Đức Phật Di Lặc này, ổng mới lãnh bà này đem xuống 100 ất nguyên nhân. Rồi nếu 100 ất thì mình tính sao, không biết cái số đó là 100 ất, rồi tôi tính không biết phải 1 triệu không. Để cho xuống lập đời, thì theo cái đời đó là trước cái đời, nghĩa là đời đó là chắc đời ngủ Tam Hoàng đó. Cái đời Ngũ Đế là nó có xử rồi. Đời Tam Hoàng thì chưa có xử. Thành ra tôi nghĩ là cái thời đó mới cho xuống, giống như ở Việt Nam mình là Lạc Long Quân Âu Cơ vậy đó, là cho 100 trứng. Thì cái này ông Di Lặc ông cũng như vậy đó, đem xuống bỏ trong cái hồ lô, bỏ trong cái bao ông đẩy vậy đó, rồi đem xuống để cho rải xuống như này nè, cho mình ăn ở nhau, đẻ lập cái đời thế gian đó.
100 ít. Thì lúc đó 100 ít vậy đó, thì chắc là theo mình tính là chắc 1 triệu quá. Bởi vì mà bá thì 100, bá thiên thì ngàn. Dạ. À, rồi tôi nghĩ là chắc 1 triệu vậy đó. Thì đi xuống lập. Thì qua tới cái thời kỳ đó thì bả mới dẫn. Bây giờ nội trong ba thời kỳ là chia ra làm 6.000 năm. Mình nói cái sử gì mình nói thì 6.000 năm hay 8.000 năm gì đó. Thì làm sao mà tới cái thời kỳ mà cuối cùng đó là thời kỳ thứ ba đó là phải đổ cho hết đem về. Này cái giống của bả giống tốt mà, giống tốt vậy mới đem về cho đủ. Thì cái thời kỳ thứ nhất đó, thì cái thời kỳ thứ nhất là cái thời mà lập bản và phong thần lần đầu tiên đó. Thì trong sử viết vậy thôi. Thì lúc đó do ông Nhiên Đăng Cổ Phật, ông làm giám khảo bên cái hội, bên hội Phật. Rồi bên ông Quân Thủy Thiên Tôn đó, thì ông làm cái giám khảo bên cái hội hội tiên đó. Rồi giao cho ông Nam Cực Thiên Ông làm giám khảo ở bên cái hội Thánh Nhân đó. Đó lập tới phong thần cái đời xưa đó, thời đó, thời nhà trụ nhà châu đó. Đó thì lúc đó thì mới cái đợi kiểm lại thì đổ được có 3 ớt à. Ba ớt còn 97 ớt. Ở 97 ớt cái qua tới thời kỳ Đức Thích Ca rồi giáng lâm xuống mở đạo. Thì qua cái thời 49 năm đi hoàng pháp thì cũng coi thì chư thần chư thánh chư tiên rồi này nọ kia rồi xuống hộ độ đủ thứ chuyện. Rồi qua tới thời kỳ đó tới hai mấy ngàn năm sau và độ thêm 5 ớt nữa. Đó 5 ớt nữa cái còn lại 92 ớt. Mà 92 ớt đó thì thời kỳ này nè là mở đạo Cao Đài đó. Bây giờ tôi mới nói tới đạo Cao Đài nè. Thì Đức Ngọc Hoàng bây giờ thấy là không có ổn rồi, còn nó 92 ớt. Rồi bây giờ mới mở đạo Cao Đài làm gì? Mời thần tiên thánh Phật về dự hội hết, là cũng như bây giờ ở trong đó tam giáo là gì, cũng như mình mời chư Phật rồi mời chư tiên mời chư thánh. Tam giáo là ba cái mối đạo, mà ba mối đạo mình kêu là Nho Thích Đạo đó. Đạo Nho là cái đạo của Khổng Tử đó. Là đạo thánh, đạo thích là cái đạo tiên đó. Rồi ở trong là cái đạo Phật là ông Phật mình đó, cha đó. Thành ra ở trong đó có một cái tượng thờ gọi là cái tam giáo nguyên nguyên ngũ chi hiệp nhất là thờ là Phật ông Giê-xu rồi Phật ông Khổng Tử Lão Tử Đức Thích Ca gì ở trong đó tùm lum đó đó. Thì mời về đó. Thành ra bây giờ đó trong cái thời kỳ này người ta nói nếu mà tận thế bây giờ sàn sải. Sàn sải mà sàn phải không? Bây giờ sàn rồi mới không sàn. Đó mới mở cái đạo này để sàn á. Rồi bây giờ ví dụ mời ông Di Lặc về. Đó Ngọc Hoàng mời Di Lặc về bây giờ hồi đó tại cái ông đi xuống. Lãnh trong bây giờ còn 92 ớt. Bây giờ giao cho ông làm cái chức giám khảo bên Phật giáo. Thời kỳ thứ ba. Đó nhưng mà nhiều người ta hiểu lầm nó là ông Phật Di Lặc đầu thai chứ không phải. Cũng như ổng là cũng như mình kêu gọi là giám khảo và giáo chủ bên hội Long Vân á. Là khi mình chết rồi mới lên gặp ổng được. Nói Long Vân là vậy đó chứ còn Long Hoa là tại thế. Thì giao cho ông Đức Lý Thái Bạch đó, làm nghĩa là giáo chủ bên tiên giáo là bên giám khảo đó. Giám khảo mình kêu giám khảo bên giáo chủ. Thì giao cho Đức Quang Thánh Đế Quân đó, làm giám khảo bên Nho giáo. Do Nho giáo là kêu bằng thánh giáo đó. Đó để rạng thì ba ông này ngồi làm giám khảo rạng. Ví dụ như bây giờ rạng là bên thành bên Cao Đài đó người ta mới mời thần tiên thánh Phật về để mà hội cùng ông. Rồi sau khi hội cuối cùng đúc kết mới mở cái đạo Cao Đài. Mở cái đạo Cao Đài với mình nói mở cái đạo Cao Đài thì trong đó nghĩa là nó có tam giáo nguyên nguyên là nghĩa cái câu nguyên nguyên là nó về một chỗ. Thần tiên thánh Phật nó quy về chỗ cái đạo Cao Đài đó, ở trong đạo Cao Đài đó là cái chỗ Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ý là cái chỗ đó để cho ông mở đạo. Thành nên nó quy vậy đó là quy nguyên chỗ đó. Rồi bây giờ nói ở trong đó nó có cái năm chi. Tam giáo quy nguyên ngũ chi đó, ngũ chi là năm chi, nghĩa là từ cái chi thứ nhất là cái nhân đạo, chi thứ hai là cái thần đạo, thứ ba là nghĩa là mình tiên tha sánh đạo, thứ ba thứ tư là tiên đạo, thứ năm là Phật đạo. Năm cái chi này để cho cái người ở trong tín đồ của ổng học, để cho nhân sinh học. Thì ai có khả năng học tới đâu thì lọt vô cái nào thì không, tùy theo khả năng của mình. Cũng như giờ chú phái tu Phật thì trong đó người ta cũng có môn giải Phật được. Rồi bây giờ mình hái tu tiên thì trong đó nó cũng có mấy tiên nó giải được. Nó muốn tu Phật thì có Thích Ca rồi này nọ kia nó giải. Bên đạo Phật muốn tu tiên thì có ông Lý Thái Bạch rồi này nọ, hay là ông Quân Sĩ Thiên Tôn gì đó giải.
Còn mình muốn tu thánh thì có ông Khổng Tử rồi đó, giải cũng bao gồm nó bao gồm đi, là mình tu nhân đạo thì có ông Quan Thánh Đế Quân là thần đạo gì đó, rồi ông giải mình giải đủ thứ giải. Thành nên nói chung thì từ nhân đạo tới Phật đạo là năm chi đó, trong đó nghĩa là như vậy là cái đạo Cao Đài thời kỳ này mở ra, nghĩa là mở đầy đủ hết để hội thần tiên thánh Phật gì làm một cái đạo. Đó là một cái đạo rồi mở tại Việt Nam. Thì ông nói tại sao ở Việt Nam, là bởi vì ông Việt Cơ ông nói Việt Nam mình là cái đất gọi là đất thánh, đất thánh, rồi có nhiều người ta kêu đất Phật luôn. Thì hồi xưa truyền sử vậy đó, người ta nói vậy thì thấy mình cái việc ở trong đạo Cao Đài nó mở rồi nó không giống người ta, cái chỗ này là không có người ta, mà cái này là ông Việt Cơ, không có phải vị thầy thiệt, thầy nhưng mà cái thầy giống như mình kêu thầy Vũ Di đó. Nhưng mà nó hay cái chỗ này là mình thấy nó hay vậy nè. Chú thấy vậy, chú coi cái sử mà Tòa Thánh Tây Ninh đó. Ông Việt Cơ mà ông xây cái Tòa Thánh này mình mới bể nè, cái này mới bể nè. Ở cái cốt sắt mà cốt sắt bằng tre. Ở cái này mới là quai phong chứ không phải bằng xi măng đâu, không phải bằng sắt. Cốt sắt bằng tre mà xây. Từ năm 1933 là khởi công xây. Rồi là cho tới năm 1955 là làm lễ khánh thành hoàn tất. Đó, 22 năm. Thì mình thấy cái công trình xây nữa là nó xây hay chỗ này. Thì tôi nghe mấy ông kể, là mấy ông lớn kể, ông nội cũng kể. Ông nội tôi đã có đài mà. Ông nói cũng như bây giờ, ví dụ như đêm nay về Cơ, hồi đó Cơ về giờ tí không à. giờ tí là giờ 1-2 giờ phía xưa đó. Rồi cái về cơ xong rồi đồng tử về Cơ cũng như cho mình một cái khúc làm vậy đó, rồi quy định là 1 tháng hay 2 tháng mình cho khúc đó đi. Làm xong rồi bắt đầu về tiếp tục vô cái cơ về khác, chứ không phải là chỉ chú là một phát một, là không phải vẽ như mấy cái ông mà bây giờ là cái vẽ gì đó, vẽ đầy đủ phát là không phải, mà nó về từ đạn rồi cho tới nữa là cái đạo nó hoàn chỉnh rồi. Thì mình thấy ở trong đó nó có một cái sự quyền bí. Nó quyền bí là cái nghĩa là nó không giống như mấy cái đạo kia. Nó quyền bí là cái chỗ đó nó vừa tâm linh mà nó vừa vô vi. Rồi tâm linh là cái chỗ mà mình chiêm ngưỡng, là mình thấy cái chữ mà quyền bí mà hay quá, là mình chiêm ngưỡng gọi là cái tâm linh. Rồi nó vừa cái vô vi, nghĩa là nó không có hình tướng mà người ta tạo được cái đạo. Thì trong đó có nhiều bậc trí thức lắm. Hồi đầu tiên mới mở đạo gì xây cơ đó, là ổng chọn Đức Ngô Minh Chiêu trước. Rồi sau có tới Chiêu Kỳ Trung gì đó, mà dài cái rồi sau thì chọn cũng nhiều nhân tài lắm. Mà mấy ông đó hồi đó chú biết không, hồi đó mà quan mà hồi đó ổng làm quan phủ á, Ngô Minh Chiêu hồi đó còn đương thời làm quan phủ Phú Quốc á. Cái đời dẫu đó. Thì sau này thì mở cái đạo rồi bắt đầu mới chia, cũng như ở trong đó nó có nhiều cái chi để mình học đó. Thành ra ví dụ như ông Đức Ngô Minh Chiêu đó, ổng có một cái khiếu gọi là cái khiếu dạy về bên tiên giáo. Dạy về bên chú, giống như mình bên đạo Phật, tới cái giờ coi như mình cảm thấy mình chán đời rồi, nhảy vô đó mình lãnh cho pháp, mình tu bên tiên nữa, mình giải thoát rồi bên đây tiên đó. Bên đây tu tiên, mà nếu chú tu mà lên tới thượng thừa rồi người ta gọi là kim tiên đại giác. Thì cái kim tiên đại giác nó là cái phẩm nó với cái phẩm Phật, hai cái nó cũng giống như mình buông bỏ nhau hết. Cái kiểu vậy đó, là nó y vậy, nó y như cái bên Phật giáo. Thì ông Đức Ngô Minh Chiêu thì ổng có cái khiếu đó. Ổng có cái khiếu, ổng dạy cái người đệ tử là tu bên tiên. Tình ở Đức Ngọc Hoàng cho ổng mở cái phái để dạy tiên riêng. Đó vậy cho ổng dạy riêng, rồi ổng về Cần Thơ mở cái tổ định đó. Thì rồi giao cho mấy ông, nhiều ông, ví dụ như ở bên Bến Tre đó có nhiều ông người ta tu về bên Thánh Giáo. Ví dụ bên phái Nguyễn Ngọc Tương hay gì đó. Thành ở trên đó gặp cái cơ quan giáo lý ở đó là đi truyền giáo. Đó là tu Thánh Giáo. Thì ông Nguyễn Ngọc Tương ở bên Bến Tre đó, bái bên Tiên Thiên đó, thì họ tu về vấn đề tu Thánh Giáo, rồi là tu dạy mình này nọ kia gì bên Thánh Nhân Thánh Đức rồi đó. Đó thành nên ta mở cơ quan giáo lý. Rồi ở bên Tây Ninh đó thì Đức Ngọc Hoàng đó là dạy người tu. Ở đây thì cứ bằng ông Đức Hộ Pháp, ông làm Đức Hộ Pháp là ông trưởng quản về cái hiệp ý cái Cổ Trùng Đài. Thì lúc đó thì mình chỉ được học cái công lập công Bồ Đức. Thì cái đạo Cao Đài ở trên Tây Ninh đó, nó chia ra lập công Bồ Đức, mà nó chia ra làm hai môn, một môn bên hành chánh, một môn phước thiện. Bên phước thiện đó là nữ thì vô thiêu thùa này nọ kia,
rồi học công dung công hạnh đó đó, rồi bên nam đó thì mình vô đó mình học ngành nghề thợ đờn rồi, rồi thợ mộc, thợ thiền, thợ này thợ kia đủ thứ thợ, cái thợ gì không biết mà vô đó mình có học được. Là trong đó đó là do cái phái nam đi ruộng đi nương rồi nó đốn cây đốn rừng rồi đó, vậy đó là bên nam làm. Thì bên phước thiện là vậy, còn nó chia ra làm hai môn, môn phước thiện, môn hành chánh vậy. Thì môn hành chánh thì họ ngồi trong phòng, mà môn phòng cũng như kiểm mà ví dụ cái ông đó nay nhập môn, ở cô nó nhập môn ghi chỗ vô đó, rồi kiểm này nọ nọ kia, rồi ví dụ sức chi gì đó trong đó, mai đồ này nọ nọ kia rồi đó, ở sức chi gì đó. Ở bên đạo thì nó có nói, nó chia vậy. Thì bây giờ bắt đầu lập công Bồ Đức. Lập công Bồ Đức thì ổng mới nói vậy nè, ổng mới nói là thôi giờ mà các con mà ráng lo lập công Bồ Đức đi, rồi công đức viên mãn đó thì ngôi vị này kia đó không có thì ổng thường cho. Người thấy không, đó thành ra mở đạo. Mà chú thấy hay cái chỗ đạo Cao Đài đó, nó hay là nó hay chỗ này, mà tôi nghe tôi cũng phái được. Nhiều khi chú lên tại vì chú chưa có giờ cúng. Mình thấy vô ngay chỗ mấy cái giờ cúng mà mấy cái lễ rằm rồi chú có lên chưa? Rằm tháng 8 rồi đó chú có lên chưa? Dạ chưa. Ừ, khi nào lên thì mình thấy hay hay cái chỗ rồi không? Khi tới giờ người ta vô lễ đàn cúng nam bên nữ bên. Rồi sau khi vô rồi đứng hồi xưa đó chứ giờ thì mình không biết. Hồi đó tôi cũng có vô coi thử, là mình vô cúng rồi chỉ ngó xuống thôi chứ không có giao bên đây ngó bên kia nha. Ngó không có ngó được à, kỹ ngó luôn đó, mình chỉ ngó vậy thôi, thì vô cầm quyển kinh nó không thuộc cầm mà lỡ mấy thì cũng ngó xuống, để tay ngó xuống thì vậy nè kinh. Thì là tụng hết một cái thời cúng vậy, thì mình thấy nam nữ mà nam bên nữ bên. Đó thì thanh tịnh trang nghiêm lắm. Mà tôi phái nhất cái gì chú phái lúc cúng rồi mấy ổng đờn đó. Mấy ông nhạc đờn. Ở đời với mình thấy là quay phong cái vấn đề mà khi mà đi tân dân tam bủ đó. Dân tam bủ là dân nghĩa là dân trà rượu nước đó. Dân tam bủ là chú thấy là quay phong lắm, mà dân lúc đó rồi người ta đi bằng học trò lễ đó, thế nào mà chú mở cái clip chú có trời chú cầm vậy nè, cầm rồi nó đi nó bỏ từ bước rồi thấy quay phong hay quá. Nếu mình thấy có cái thì mình thích vậy, thích thì mấy anh mặc đồ trắng rồi mấy chị mặc đồ trắng. Vô cái mình thấy đồ trắng mình thấy sạch sẽ, rồi vô mình thấy vô cái thấy thanh định này nọ, rồi vô mình thấy cột thì cột tròn, cột rồng, cột phụng rồi không làm những cái vẻ nó làm cho mình thấy giống như là mình đang ở cung đình hay là mình đang ở cái cảnh non bồng nước dược tiên cảnh gì trời. Rồi mấy cái thời lúc đó vậy đó, đó mình nghe vậy thì mình thấy thích cái tiếng đờn rồi kinh thì đọc và giọng ngân nga năm ai năm xuân gì đó vậy đó. Đó thành ra mình nói cái đạo nó hay, thì nó hay có cái chỗ đó là bởi vì tại sao có cái đạo Cao Đài nữa. Là bởi vì bây giờ đó lâu năm lâu tháng rồi người ta gọi là tam sao thất bản. Thất bổn rồi nói ông này ông kia rồi nói là tu là Phật, tu là thánh, tu là thần tiên. Rồi giờ mạnh ai thì cứ nói là ai cũng nói mình đúng hết trơn, là ai cũng nói mình đúng rồi, thành ra giờ không biết sao thôi bây giờ cho này rạng cái đi. Rạng đó bây giờ tới đầu rạng, hồi nãy nó nói vụ rạng rồi bây giờ ông nói ông Phật phải không? Được, ông tu bên Phật nói gì vậy thì lát cho ông Phật Di Lặc đó, ông này mới là dữ dội nè, ông này là ông cho ông rạng nè, ông này lát ông rạng. Ông rạng mấy ông Phật hết trơn đó, ông nào mà tu bên Phật rạng hết, rồi ông rạng luôn mấy ông Phật luôn nữa. Rạng luôn đó, bị ông làm giám khảo hả. Rồi bây giờ ông tu tiên phải không, ông ngồi ông lũ ông tu tiên mà ông nói giờ ông lên non lên núi ông nên nói tu tiên tu này tu tiên hết vô thở ra phải không. Được lát nữa rồi bắt đầu tới mấy ông này thứ thiệt nè. Đó ông thứ thiệt rồi giống như mình giám khảo rồi hỏi tu sao trả lời ớ rồi thôi đứng bên đi trời lạc quẻ rồi. Bây giờ nói ông này tu thần tu nhân đạo nè, tu này nọ cái ông hỏi nha, ông hỏi tam ca ngũ thường tam tùng đạo tứ đức, ông hỏi này nói nọ kia vậy đó. Ông hỏi riết hồi không có đường trả lời sao rồi xong rồi đứng bên nữa đó, rạng. Thành ra nghĩa là trong cái đạo Cao Đài đó nghĩa là người ta rạng từ Phật thánh tiên. Rạng hết, có người rạng. Rồi sau khi rạng xong rồi mình nói vậy mới là lập đời đó, lập đời thánh đức là vậy đó. Lựa người tốt mà lựa sao chú biết không, cũng như là giờ lựa tu chú đi tốt ghi sổ để bên. Cái nữa là tôi chú chết rồi mình chết. Chết rồi có mình đầu thai lỡ có mình thành người hiền
Người hiền bây giờ ví dụ mà 5-7 người hiền ở đầu thai, bây giờ đầu thai thành 5-7 người hiền, đẻ con ra hiền không, thì bắt đầu cái giống tôi với hiền sẵn rồi, đẻ con ra hiền nữa, cái bắt đầu đó cái đời sau này mới tốt nè. Cái đời này mình tu để mình dưỡng, giống như cái đây là mình ta đang lựa hột giống nè, rồi sau khi giống tốt rồi đó là để đó, rồi sau khi gieo cái đời sau, gieo là cái đời sau, thì cái thánh đức người ta sàng sải, người ta sàng bỏ lọc. Dạ. Rồi nói là cái cuộc đời vậy chứ không phải như mấy ông kia đó, là chờ tới rồi chú ơi, nó sẽ sàng sải lâu rồi. Dạ. Bây giờ nếu mà không sàng sao biết tốt xấu, thấy không? Bây giờ từ cái đạo Câu Đài mở ra là sàng nè, sàng nữa, như là sàng rồi, bây giờ chết rồi, có số chết rồi đó, bây giờ đầu thai là không chừng trong số rồi tu chú cũng chừng. Dạ. Hồi trước tu chú đó, là ăn hiền ở lạnh, bây giờ đầu thai nữa nè, bây giờ là hiền nữa nè, đó hiền. Thấy không, hiền nữa đó, bây giờ nói cái vụ hiền là mình hiền rồi. Dạ. Đó, rồi bây giờ lỡ chết một cái nữa, đầu thai là hiền nữa, đó là hiền vậy đó. Rồi mấy cái nào giữ đó thì người ta bỏ từ 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 vậy đó. Dạ. Lọc đời là vậy đó chú, chứ không phải lọc đời mà tận diệt, không phải đâu. Trời ơi, tiên Phật nào mà trời Phật nào mà đi tận diệt của người ta, trời. Dạ. Ác dữ, không có chủ nữa đâu. Đó. Mình nói nữa, cái vụ mà nói là nói Việt Nam mình thôi. Dạ. Chứ mình bị Việt Nam mà ổng nói mà đất mình là đất Phật rồi đất Thánh là tự nhiên rồi một lát nữa rồi Việt rồi Thánh đâu. Yeah. Đâu phải, rạn đục lắm trong. Thành ra chú biết cái rạn hay không, mà chú nhìn mình cái Câu Đài đó, nó hay lắm, Câu Đài thế vậy nó hay. Yeah. Mình nói không phải là mình phê nổ, nhưng mà tại cái cơ trời, phải cái cơ trời đó, rồi mình mới mình mới tiên đoán sự này sự kia, bị mấy cái đạo kia hồi trước nó không có cơ. Không có cơ đâu, có cái đạo nào mà tự nhiên mà nhập vô cục đâu. Chỉ có cái đạo Câu Đài nó hay nhập. Bị chú biết sao nhập không? Để tôi nói chuyện này nè. Thiên định nhân tùng. Bây giờ mình nhìn cái chỗ này chú mới thấy nè. Bây giờ đó mà chú chỉ cần mặc một cái áo vàng thôi. Mà chú nói chú là bên đạo Phật là giống như mà cái ông Phúc đó. ông thầy khùng Phúc đó. Cái là ổng mặc cái bộ đồ vàng lên, cái rồi bắt đầu ổng nói chuyện tam cơn bắt nai, mà ổng khùng thứ bài vậy mà người ta cũng bắt lỗi không nữa. Người ta bắt lỗi gì chú biết không? Người ta bắt lỗi chuyện này nè. Yeah. Ông thà ông đừng có mặc bộ đồ vàng. Ông muốn nói gì đó ông nói, ông muốn đi đâu ông đi. Nhưng mà ông làm vậy là dơ quế người ta rồi, người ta không chịu. Bên đạo tôn giáo không chịu. Rồi chú thấy không? Nguy hiểm cái vấn đề đó. Phải. Bây giờ nó nguy hiểm lắm chứ không phải chuyện chơi. Giờ mần cái gì phải có giấy tờ mới được. Rồi cái ổng nói ổng có giấy này giấy kia đó, rốt cùng đi nó đâu có giấy gì đâu. Đó rồi cái bên ông Thích Chương Tính ổng lên clip rồi ổng thừa nhận ông này ổng đâu có gì đâu, ổng có dính liếu gì đó. Đó rồi chú thấy không? Thì ổng nói thì ổng nói kệ ổng nói. Đó chú thấy nguy hiểm lắm, ở cái thời buổi giờ không giống hồi xưa. Thời trước là chú muốn thích rồi đi tu, chú muốn ăn mặc sao chú mặc cao khô đồ vàng gì đó là tùy hỷ, làm sao là nhưng mà đợi này cũng được ha. Đời này giờ rạng đó, ông đâu đó giàu khuôn hết trơn. Thì lọc đời nó vậy đó chú. Nếu mà chú mà vô mà không có khuôn khổ rồi, bây giờ chú muốn nói gì chú làm, chú muốn đi đâu chú đi, rồi mà chú muốn xưng gì chú xưng đâu được. Mà nói là lạng sang đã đâu được, phải không? Bởi vì thấy đó. Rồi bây giờ rồi chú thấy là chỉ có cái đời này mượn tay người thế làm. Chứ mà Ngọc Hoàng nào mà xuống, Phật nào mà xuống đây không có đâu. Bởi hơi hỏng rồi. Hơ hổng là tiêu, hơ hổng là tiêu, ý là tiêu rồi. Tưởng đâu thần Phật ở trên trời chứ không phải đâu. Đó. Thần Phật là chư thần chư tướng mà ở ngoài, mấy ông nó sẽ giữ không rồi. Mình nói tới cái đoạn đó thì cũng như ý là nói đạo Câu Đài mở ra. Dạ. Là để nghĩa là kết thúc cái vấn đề sàng sải. Nó có một cái cơ gọi là cái cơ, giống như là nếu mình để ý thì người ta gọi là cái cơ nghĩa là lập đời thánh đức. Dạ. Lập đời. Thì giờ nó tới cái vấn đề đạo Câu Đài thì nó vậy. Thì cái tam giáo nãy cũng nói rồi, thì trong đó có Phật Thánh Tiên về phụ ổng mà để lo lọc đời thánh đức. Rồi bây giờ vậy thôi, giờ mình chào quý thiện nhân nam nữ rồi đó. Trên thì chúc cho những ai mà được xem thì trong cái clip thì cho được nữa là an khang thịnh vượng, mần ăn nữa là kêu mình kêu chúc lành đó, tấn tài tấn phước gì đó, thần tài hộ mạng thổ địa hộ mạng gì, cho có tiền có bạc dư lên chúng ta giàu có rồi. Dạ vậy con cũng thay mặt anh em cũng cảm ơn chú đã chia sẻ rất là hay, rất là ý nghĩa luôn. Con chúc chú luôn được nhiều sức khỏe và sự như ý nha. Dạ.